Rồi hello, mình chào tất cả các anh em ha. Nay mình cũng vừa xong cái con máy 82 cơ lai điện tử anh em. Chuyên đánh thiền công suất lớn nha. Đây là con 82 cơ lai. Đây nha anh em. Đây là có hai chế độ đánh ha. Sâu, cạn, bấm và đánh lì. Đây là volume mạnh yếu ha. Đây là volume bấm nhanh chậm. Rồi, chế độ đánh lì ha anh em. Rồi, sâu. Rồi, bấm. Rồi các anh em nào xài thì cứ inbox qua số điện thoại mình ha. Cơ lai điện tử 82 cơ lai điện tử ha anh em, chuyên đánh thiền công suất lớn. Rồi mình chào anh em ha.